Tuổi trẻ này rồi cũng sẽ qua. Tuổi trẻ, ánh bình minh những sớm ban mai. Tuổi trẻ là giai đoạn với nhiều điều tuyệt vời vì có hai thứ. Thứ nhất là một trạng thái cơ thể hoàn hảo, khỏe và đẹp. Và thứ hai là sự tự ý thức bản thân còn rất nhiều thời gian. Chúng ta hoài niệm và nhớ về tuổi trẻ vì đây là giai đoạn thử sai với rất nhiều cái đầu tiên trong đời. Trẻ, khỏe, đầy gan dạ và lòng nhiệt huyết. Tuổi trẻ là giai đoạn đỉnh cao để lao vào thị trường tình yêu, công việc, tiền tài, danh vọng. Vì lúc này trạng thái cơ thể là tốt nhất, nhiệt huyết là cao nhất, chưa ăn hành bao giờ nên cũng là giai đoạn liều nhất. Không có giai đoạn nào thích hợp hơn để đi trải nghiệm những lạc thú của xã hội hiện thực đương thời, những liều dopamine đầy mê hoặc. Chúng ta sẽ cố gắng tích trữ cho bản thân những câu chuyện thanh xuân rực rỡ để về già có thể tự hào xoa đầu thằng cháu đích tôn mà lẩm bẩm để ông kể cho con nghe về một thời oanh oanh liệt liệt. Sau 30 thì cơ thể cũng dần dần lão hóa, da bắt đầu nhăn, tóc bắt đầu bạc, sức khỏe, sắc đẹp đã quay đầu đi xuống như bên sườn dốc của đồ thị Parabol. Vì vậy, chúng ta tiếc nuối. Tiếc nuối vì những trải nghiệm mãi mãi là duy nhất, những cảm xúc, sở thích chỉ đúng ở hiện tại và cả những mối quan hệ sẽ chỉ còn là mây khói trong một tích tắc của thời gian. Giờ đây không còn thích long nhong khắp nơi trên con xe cà tàng như cái thời tuổi trẻ. Gái không còn đủ trẻ đẹp để trai theo lóc nhóc. Trai không còn đủ khỏe mạnh để đêm 7 ngày 3. Không còn đủ can đảm để nghỉ việc rồi chạy theo phong trào tự doanh đang rầm rộ. Thế giới này vận hành như vậy, vạn vật rồi sẽ đổi thay. Tuổi trẻ vì thế mà luôn cuốn hút, ma mị và đầy cảm xúc. Thế nhưng tuổi trẻ cũng chỉ là một giai đoạn cuộc đời. Giai đoạn tuổi trẻ có lẽ đang được truyền thông chăm lo quá mức khi mà đâu đâu người ta cũng nói về thanh xuân, về tuổi trẻ với một phong cách đầy lãng mạn. Xã hội đang cực kỳ quan tâm đến những người trẻ tuổi khi hầu hết các dịch vụ, sản phẩm nổi bật ngày nay như mạng xã hội, phim ảnh, truyện tranh, âm nhạc, game đều đang nhằm hướng tới đối tượng này. Nhưng vì quá tập trung vào những điều này mà người trẻ sẽ bị giới hạn tầm nhìn và không nhìn thấy được những khía cạnh đẹp đẽ hậu thanh xuân, nơi mà truyền thông không quá ưu ái. Thế giới vốn không phải chỉ có Facebook, nhạc rap, manga, bar, mà thế giới rộng lớn hơn rất nhiều. Ở một thế giới khác, nơi mà những câu chuyện truyền thông xoay quanh một cụ già tuổi 50-70 với nhiều trải nghiệm tâm linh, tôn giáo, tinh thần, thì cảm nhận của chúng ta có lẽ sẽ khác. Sự ưu ái quá mức và cách truyền thông lưu truyền tuổi trẻ như một giai đoạn tuyệt vời nhất cuộc đời đã làm không ít cá nhân cảm thấy các giai đoạn khác của cuộc đời không còn gì đáng giá. Và họ muốn kéo dài mãi mãi tuổi thanh xuân của mình, nhưng giai đoạn tuổi trẻ sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc. Tuổi già, ánh hoàng hôn những chiều thu tím. Đúng vậy, tuổi trẻ sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc. Đó là giai đoạn mà bản thân phải tự ý thức và cảm nhận tuổi trẻ có sắc đẹp, sức khỏe và thời gian thì tuổi già có trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần vững chãi. Phải chăng hậu thanh xuân là những tháng ngày buồn tẻ? Đó là lúc ta trải nghiệm về quá khứ hào hùng hoặc tiếc nuối về những điều đã bỏ lỡ. Có lẽ tuổi già không đáng sợ như bạn nghĩ. Thử tưởng tượng bản thân 30 năm sau, bạn có thể cảm thấy thật khủng khiếp, nhưng cảm xúc mà bạn nhìn về cuộc sống tương lai với tâm trí là một cậu nhóc 20 tuổi sẽ không bao giờ chính xác. Tuổi nào thì cũng chỉ là một giai đoạn của cuộc đời. Mỗi giai đoạn ta đều có những trải nghiệm sống khác nhau và chúng đều đáng giá. Đừng cố gắng sống mãi cái tuổi thanh xuân. Đừng nặng nhẹ thiệt hơn và cũng đừng tiếc nuối tuổi trẻ. Tuổi trẻ là ánh bình minh lúc 6 giờ sáng thì tuổi già là ánh hoàng hôn lúc 6 giờ chiều. Hoàng hôn hay bình minh đều đẹp cả và dù gì thì cũng sẽ đến lúc ánh mặt trời dần tan, chừa chỗ cho những vì sao lấp lánh. Có nhiều người vì nhiều lý do mà trải qua tuổi trẻ đầy khiếm khuyết. Chẳng sao cả, bỏ quên buổi sáng không ngắm được bình minh cũng không ảnh hưởng chuyện hoàng hôn buổi chiều tà. 100 năm sau, tất cả mọi vấn đề của bất kỳ mỗi cá nhân đang tồn tại trong giây phút này
gần như đều biến mất và trở thành vô nghĩa. Cuộc sống vốn là một cuộc hành trình. Chuyện có một ông bạn bảo với tôi, tao rất thích cảm giác khi được sống những năm tháng tuổi già mẹ. Có lẽ tuổi già cũng đầy thú vị đấy. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spydom.com để tìm đọc thêm. Mình là Hạ Phong. Xin chào và hẹn gặp lại.